À, xin chào quý con, mình quay trở lại với kênh của Tính Nông Cơ. Thì ngày hôm nay em về rất là nhiều các dòng máy hàng bãi Nhật quý con ha. Những con này là hàng bãi Nhật em đã dọn nổ hết rồi và cực kỳ đẹp luôn, giá thành cực kỳ rẻ, tầm khoảng 1 triệu mấy một con thôi. Đặc biệt là bên em không có lấy cọc, quý con mình sẽ được kiểm tra hàng ha, được cắt thử luôn, được giựt nổ luôn ha, rồi mới thanh toán tiền shipper. Và đặc biệt là quý con mua hàng tại bên em thì quý con mình sẽ được tặng rất là nhiều món ha, tặng tới 6 món như thế này nha. Rồi bên đây là cái cửa hàng chi nhánh Tính Nông Cơ 2 của em ha. Đây chi nhánh 2 của em ngay chỗ vòng xoay Sơn Đốc nha con ha. Vòng xoay Sơn Đốc, quý con mua máy tại cửa hàng thì em giảm 50 ngàn tiền ship, cộng thêm là một cái vòng xoay may mắn. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng con máy quý con nha. À, đầu tiên là con máy Maru. Con này có mã số series dập trên đây luôn con ha. Rồi đây, nó có cái chữ Made in Japan luôn nè. Đó, dập Made in Japan trên máy Maru Yama. À, quý con nói là con này nó 32 ly thì nó yếu. Nó có yếu không nè con? Nó tùy theo cái mẫu. Chẳng hạn giống chiếc xe quay 125 với chiếc xe SH 125 thì chiếc con nào chạy mạnh hơn? Cái điều là con SH là chạy cực kỳ bốc rồi, nên là không phải cái con nào mình nghe nó nhỏ là nó yếu thì con nha. Nên là con này 32 là dòng máy cắt gia đình và cắt rất là phổ thông bên Nhật. Đa phần là họ xài dòng này, nó nhẹ và nó bền, độ bốc nó cao nữa. Giờ em đi vào chi tiết giật nổ này với con xem nha. Rất đẹp ha. Rồi, con này nó xài là bình xăng 2 kim á, chụp giật trợ lực nè. Rồi, vậy em giá thành con này là? Con này là 1.650.000. 1.650.000 quý con ha. Con này quý con mình muốn lấy tay lái lớn thì em thay tay lái lớn cho quý con. Còn riêng của nó là nguyên một cầm như này. Đó, rất là nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Nhẹ nhàng, chị em phụ nữ là cầm dễ ẹt luôn. Rồi, con tiếp theo. Con tiếp theo là của Echo quý con ha. Echo Kirit, con này chụp giật trợ lực nè. Bình xăng là 2 kim chế độ ngang nè, con này rời cao với con này siêu đẹp luôn á. Con này cái độ mới của nó lên 90% ấy mà. Rồi, con này thì nó đều có mã số series trên máy nè, quý con yên tâm nha. Đều có mã số series trên máy nè. Rồi, cái này có cái tem phụ nằm đây nữa nè. Rồi giật nổ con này luôn, con này là 30 mấy ly. Con này là 32 ly. 32 ly mà đời cao với con. Rồi nghe tiếng nổ à. Chê luôn, con nghe cái tiếng đó còn nói gì nữa. Cái con này là nghe bùm bùm đời cao mà. Con này quý con mình mua hàng mới là cả 8 triệu mấy một con. Hàng này quý con, hàng mới là con này là 8 triệu mấy nha. Con này em đang bán với giá là 1.950.000. 1.950.000, cực kỳ rẻ quý con luôn. Mà độ mới còn như thế này rồi thôi, vì mình mua máy này nó giá thành nó rẻ hơn nhiều. Rồi tặng quý con tới 6 món. Chốt con này thì liên hệ giúp em ngay quý con, siêu đẹp luôn. Con tiếp theo, con này là giá thành siêu rẻ mà tích hợp rất nhiều công nghệ. Con này của thương hiệu Hitachi Hikoki quý con ha. Đó, chụp giật trợ lực nè. Bình xăng là bình xăng 2 kim nè. Đó, bình xăng 2 kim như con. Lý bình xăng 2 kim nha. Rồi, cộng thêm ta lái bóp hệ nữa. Chỉ còn gì bằng nè. Đây, con này siêu đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ em giật nổ này quý con xem nha. Và em sẽ báo giá con này. Con này nồng của nó là 33-34 đi. Rồi ha, quý con thấy dễ nổ không? Con này 33 ly, giá thành của nó chỉ có 1.390.000. 1.390.000, siêu rẻ luôn quý con ha. 1.390.000. Một con máy cắt cỏ hàng bãi Nhật. Rồi, ok, quý con chốt nha. Con này em bán rất là nhiều rồi. Con này con đã mấy trăm con rồi quý con. Rồi quý con chốt mẫu này cứ liên hệ em ngay nha. Con này em bán mấy tới mấy trăm con rồi. Rồi, tiếp theo. Con này là thương hiệu chuyên cắt những dòng máy lớn, chuyên cắt cỏ nhiều quý con ha. Con này là máy 34 ly. Mấy quý con nghe 34 ly mình nghe nó cũng tương đối mà sao cắt lớn được. Nhưng mà con mình cắt thử mình biết liền, cầm là độ nặng nó cao, cắt cực kỳ bốc. Và nhiều phụ tùng thay thế nữa của thương hiệu Kamatsu G2K. Con này là em bán đi cả 100 mấy chục con rồi mà. Đây tâm rời của con ha. Đây, bình xăng nó bình xăng nằm trên, công tắc nó nằm ở đây. Ốc ác rồi còn nguyên vẹn đầy đủ, rất là đẹp ha. Rồi giật nổ của con là mình nghe mình biết cái máy này chuyên đi cắt số lượng nhiều, khoát thê phát mướn nè. Cực kỳ mạnh luôn. Con này giá thành của nó là 2.450.000. Con này là 2.450.000 với con ha. Con này cắt không mạnh với con, cứ trả ngược cho em. Siêu mạnh luôn nha, 2.450.000. Nằm ở cái tầm trung chuyên đi phát thề phát mướn, hoặc là với con mình chuyên nhiều số lượng nhiều. Con này là bất khắc khỏi chê. Mình sẽ được kiểm tra hàng nha, cắt thử luôn như với con. Rồi ok, con tiếp theo luôn. Con này là siêu rẻ mà nó lại bốc nữa. Lên mình xăng 2 kim với con nè, của thương hiệu Robin nè. Đó, đây phần sau cực kỳ đẹp với con. Đây thương hiệu Robin nè. Con này con mới tin nè tài, độ đẹp dữ vậy.
Rồi tay lái to giúp con luôn nha, bộ không cần, còn tem nó còn đẹp như thế này nè. Rồi nhịp nổ luôn bị. Con này luôn 1.190.000 thôi. Con này gì ghé dữ à, 1.190.000 mà tặng thêm cho một đống đồ này nữa. 1.190.000 tặng cho một đống đồ này nữa, con không nghe nhầm nha. 1.190.000 tặng cho một đống đồ này, Rowin cắt cỏ gia đình. Con này của nó là 32 ly như con ha, đúng không? 32 ly nó siêu rẻ luôn. Nếu con thấy không, cùng 32 ly mà tại sao con bên kia đó giá hành nó cao hơn? Nó tùy dòng, tùy công suất, nó tùy đời đó. Con này mình cắt gia đình là ok rồi, giá hành rẻ nữa. Chốt con này liên hệ em ngay nha, 1.190.000. Rồi tiếp theo, rồi con này là khỏi chê nè, con này là hàng VIP nè. Ê, Austin lâu lâu mới có con đẹp như thế này. Rồi con này Austin 26, con này nồng của nó là 35 ly hả? 35 ly, 2 bạc luôn, siêu bạc nè. Cái tôi cầm công tắc là biết nó xịn cỡ nào rồi. Đó, cái đầu bò nó chà bá lửa luôn với con. Rồi, em giật nổ này với con xem nha. Cái tí nó như cái máy cài luôn. Con này siêu VIP luôn nha con ha. Con này giá nhiêu vậy? Con này là 2.650.000. Con này là 2.650.000 với con ha. Máy đẹp này mà giá thành nó rất là phù hợp với con ha. Nghe công tắc nó tự động nha, với con giật là nó tự đem xuống luôn á. Rồi đây. Ok. Con chốt này là em ngay nha. Rồi con tiếp theo. Maru hồng dành cho các chị em phụ nữ. Hoặc là các anh mà hơi nóng tính mày con này luôn. Con này lên xăng 2 kim nha, chụp giật trợ lực nha. Mình xăng 2 kim Maru riêng của nó nha quý con. Rồi mã số series có in trên giặt trên cái thân máy luôn. Con này con này đang giảm giá với con ha, 1.650.000. Con này em giảm 200 á, chứ con này em bán 1.850.000 á. Rồi giảm với con 200 bán nhanh luôn, 1.650.000. Nó giá thành cực kỳ rẻ, với con thấy chỗ nào rẻ nha. Rồi chốt lại với em con này ha. Rồi tiếp theo. Con này là thằng Echo đời cao với con ha. Echo đời cao dòm với con, dòm thân hình đó nè. Đó là biết nó xuất xứ như thế nào rồi. Đó. Rồi, bình xăng 2 kim chụp giật trợ lực, 2 kim nằm nghiêng ha. Chụp giật trợ lực, mã số series có in trên thân máy luôn. Công tắc tay lái bóp hệ chà bá lửa. Rồi con này 34 ly chuyên phát thay phát bướm số lượng nhiều cho con luôn nè. Con này hàng mới rất mắc tiền với con. Rồi rồi đem mở nghe đóng nghe ha, cho nó hút xăng cái nè. Con này giá thành là 2.650.000 bằng con Austin đó với con ha. Đó, con này 35 ly, con này 34 ly. Con này đời cao với con, mình mua hàng mới cả chục triệu với con. Hàng mới trong thùng về nha là cả chục triệu con này đó. Rồi. Tiếp theo luôn. Con này là 34 ly. 34 ly của thằng Kawasaki. Đó, tem mát còn đầy đủ rất là đẹp ha. Đây, tâm nó tâm rời nha. Quý con mình tháo ra được luôn. À, quý con mình tháo ra được luôn ha. Mình hư cái đầu máy á, là mình gắn cái đầu máy qua được cái thằng này luôn. Đó. Con này em lên mình xăng 2 kim nè, rất là đẹp quý con. Con này giá thành thì cực kỳ rẻ nè. Rồi bây giờ em sẽ giật nổ chi tiết quý con xem. Thân hình nó có cái chân chống để chống bể mình xăng cho quý con nè. Đó. Rồi. Rồi rất dễ nổ ha, lên cho nó miếng ga. Con này 1.000.000. Con này 1.000.000. Ủa phải không? Phải. Con này giá thành của nó chỉ có 1.550.000 với con. Con này giá thành chỉ có 1.550.000 thôi. Đó, siêu rẻ với con luôn. 34 ly Kawasaki 1.550.000. Rồi. Đó, con nào mà đẹp mà giá thành rẻ thì không? Rồi với con chốt này giúp em ha. Rồi, tiếp theo em sẽ qua cái những cái con phía bên kia. Những con bên kia em sẽ lên phần 2 với con. Nãy giờ clip 10 phút rồi.